để ủng hộ cả các anh em nhá. Vâng. Ok sếp. Đúng rồi, anh cũng báo thế. Sếp Hoàng Kiên báo là bán ra 5 triệu. Bán 5 triệu em ạ. Chiếc Click. Đây, rồi em giá lên luôn chị ơi, lên luôn. 5 triệu. Có 5 triệu thôi. Xe ga Honda anh em ơi, 5 triệu Việt Nam đồng bằng Novo Lex rồi, còn đúng không ạ? À? Bằng Atina rồi đấy, mà xe ga Honda Click. Có cái là chưa bao dọn thì tôi em sẽ quay chi tiết để bác nào có nhu cầu lấy, đầu tư dọn dẹp gì thì có thể chủ trương quyết định nhá. Spa cho em cả phần nhựa, dán cái mõm lại, đánh bóng ngủ dầu, sơn đồ sần, anh có thể chỉ cùng vào các vị trí dọn sơn. Sơn đồ sần. Đây, sơn đồ sần thì các bác cứ đầu tư cho kỹ thuật bên em 100.000 thì các bạn sẽ sơn hết. Đấy, bọc lại yên. Tem thì các bác nếu đẹp thì nên mua bộ tem mới. Còn vị trí này thì theo em xe cũ thì các bác đánh lại thôi ạ. Còn nếu sơn thì nó lại tốn kém. Nên là tổng quan nếu em báo dán mõm, sơn sần, bọc yên, kiểm tra dọn dẹp, dăm 300.000 là các bác làm việc được hết. Đấy, nên là 5 triệu Việt Nam đồng cho một chiếc Click. Click chưa dọn anh em nhá, hơn 5 triệu đồng. Tặc, anh em tặc hết ác quỷ. Không, em đang cầm điện thoại nên đề nó khó thôi. Rồi chưa bóp được khoanh. Đấy, máy này. Máy này có gì mà chê được đâu, đúng máy không ngon ạ? Luôn. Máy Honda thế này thì đúng rồi. Hình hài trông nó đuối, quá biển tỉnh xa. Nhưng máy lại ngon. Tầm tiền này các anh em bỏ qua biển cho em, tập trung vào cái máy đây đang vẫn đang nổ. Ấy. Chưa, vẫn đang nổ nhá. Biển 24B3 anh em nhá, 1062 có 5 triệu đồng thôi anh em nhá, một chiếc Click đời 2008 2009. Rồi. Đấy, anh em nào quan được tâm. Cái là màu trắng. Không rẻ thì lấy cái gì ra rẻ hơn anh không em. Không thể rẻ hơn được rồi đúng không ạ? Không thể rẻ hơn được nữa, có 5 triệu đồng xe anh em. Xe ga Honda. Máy ngon nha mọi người nhá, không phải máy vớ vẩn đâu. Đây là em đấy. Mua được rẻ bán rẻ thôi. Chứ bác nào ở nhà mà có Click thấy em giao bán thế này cũng đi bán ở dưới 5 triệu là phí đấy. Nhà em vẫn mua trên 5 triệu bình thường những chiếc Click đẹp. Với lại là anh em về có thể bắn tỉa lại thì hiện tại là bây giờ đây. Nó cái sần trước thì nó bắn tỉa rồi, giờ nó xùi xùi theo thời gian anh em nhìn nó ghẻ ghẻ này. Đấy, yên nào anh em về dọn. Tại vì bây giờ anh em dọn là mất tầm mấy trăm nghìn nữa. Đúng rồi. Thế nên hôm ra bọn em không cộng công dọn vào đây. Bọn em chỉ bán cái giá hiện tại là bên em đang bán ra với giá có 5 triệu đồng. Đấy, anh em nào quan tâm một chiếc Click anh em nhân đời 2009. Anh Vũ Đình Phượng, đồ cổ cũ à, đồ cổ mới đẹp đẹp. Vâng, chiếc ấy đẹp anh ạ. Ôi, chiếc Click là 5 triệu, chưa bao dọn. Đúng rồi, anh Lê Hải Long rẻ như xe tàu. Xe tàu nó là vừa hàng vừa tiền mà tầm này nó cũng hết lỗ rồi. Rồi, xa xa nữa. Tiếp theo, một chiếc The Dream. Bản này là bản đặc biệt nhá, bản đặc biệt của 2016. Bắt đầu là dòng cuối cùng của The Dream 110. Rồi. Sau không sản xuất nữa. Và những cái màu như là đỏ, xanh, vàng, cam này nó chỉ dành cho xe cuối cùng 2016 thôi. Còn màu nâu có thể là trước anh em nhá. Đây, một chiếc The Dream rất là đẹp, rất là đẹp. Bây giờ anh em có thể xem hàng Dream. Tuần thứ 45 2015 là bắt đầu sản xuất ra cái lốp. Đóng cái càng là 14 tháng 11 2015 là đóng ra cái càng. Các bác nhìn thấy xe đẹp không ạ? Hàng Dream đôi lốp Dream mà còn dày. Bác nhìn cái lốp này vẫn còn rất dày ạ. Đấy, từ cái rè mõm nhá. Còn sơn Dream đây, các bác tẩy đi một chút là có thể hết cái bẩn này được. Nó là Dream. Ốc Mayer đây này, rất hay bị rôm và bị dỉ, nhưng ngày trước này các bác thấy đẹp trục phanh. Hàng đẹp đây các bác ơi, tem zin. Rồi, tay nắm vẫn là zin. Ừ. Hàng đẹp nha anh em nhé, ở đây anh em nhìn ra máy của lốc của ra máy xe Way, nó là 110 anh em ạ, nó là bản 110. Thế nên anh em yên tâm nhá, xe này là hàng đẹp đấy, không phải hàng vừa vừa đâu. Biển 29E207128, một chiếc màu vàng be. Đây anh em nhìn từ vành bánh tam nan vẫn còn zin theo xe. Xe mới mua về tại cửa hàng anh em nhìn ốc này. Chưa rửa. Rất là đẹp luôn anh em nhá. Anh em nào bụi thích con mút sọc. Quá đẹp luôn. À, anh em nhìn này. Ui giời, bụi này. Đấy, bụi bặm vẫn còn zin nguyên nhá anh em nhá, từ nhà chủ đây anh em nhìn này. Đây. Ui giời, quá đẹp luôn. Ủa. Hàng này bây giờ em nhấn mạnh là không sản xuất nữa rồi các anh các chị nhá. Bây giờ gần như tìm được những chiếc xe The Dream 110 chỉ là những chiếc bình thường thì có rất nhiều. Nhưng còn những chiếc đẹp, chiếc gọi em cứ tạm gọi là mốc cả xe rồi. Các bác cũng công nhận không ạ? Tay nắm đây còn zin này, các phím này, hay các đồ này. Chạy một bản 7 đây, kim còn đỏ chót. Đây, zin hết nhá. Thì bác nào đang đầy cái da máy rất ấn tượng cả đôi da máy. Anh quay bên này trước cũng được, còn zin hết. Đấy. Lốc xe quay đây anh em ạ. Lắp cho em một cái lốc bảo vệ lốt cái da máy nó cực ngon. Cái ốc côn này bác nhìn đẹp thế này. Cái hàng này mốc hết. Có trong nhà chị ạ. Bác xem này. Dạ vâng, bạn Nhung nào đây, bạn Nhung Dream này, các bác nhìn cái tem đẹp không ạ? Ốc. Quá đẹp đúng không ạ? Một chiếc Dream 110 2016. Hàng là máy zin sơn zin, cả xe phải gọi là từ mốc rồi là đúng rồi. Vạn 7 chuẩn chỉ. Chuẩn luôn. Chuẩn chỉ luôn anh em. Đấy, anh em nhìn này. Nghe tiếng phê luôn. Đấy.
18 triệu. Đấy. Bình thường có những con xe 13, 14 rất nhiều. Rất là nhiều đúng, đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà những con này thì lại phải là xứng triệu. Đáng. Bác nào về chỉ cần rửa cho em. Lau rửa sạch nó hết cái lớp bụi bặm bên ngoài, đúng không ạ? Nhìn nó sáng, hình nó là long lanh luôn. Đây là câu vì điển hình các bác có thể xem đúng không? Các cái Meyer này nó đang như thế này rồi thì các bác có tin tưởng với em là không thể đây không vâng. Bong chóc ấy, không bong chóc đây các ốc này đẹp lắm các bác ạ. Đấy. Nhìn được ngoài cái chân nan nó vàng ươm. Gì ốc thì zin thì còn tốt thì còn mà còn dày, được không ạ? Rồi. 18 triệu, bác nào có nhu cầu liên hệ chốt sớm nhất nhá. Con này chỉ cần dọn qua thôi anh em ạ, dọn qua là sẽ đúng đẹp. Rồi. Hôm vừa rồi anh em nhìn em mua con anh Kiên anh mua con 21 triệu màu đỏ. Vâng. Chưa chắc nó cũng chỉ 25 triệu cả con màu đỏ luôn anh có em nhá. Có rất nhiều đấy. Các cái hàng này đẹp mà giá trên 20 vẫn còn rất đúng nhiều rồi. Nên là em khẳng định với các bác một chiếc mộc em thích thật. Là mộc từ các cái sổ sách này. Đấy. Chủ vẫn còn giữ này thì các bác có thể thấy đây sổ bảo hành đây. Ừ. Đấy, đúng ạ. Lấy lau xe một lúc là đen cả tay luôn thì thấy đây anh quay ở trong anh này anh quay cho em cái thấy tắp lên như thế này nó anh mốc em nhìn nhưng nó không đấy. Bị dỉ nhá đấy nên là quá trình rửa lau lại là cực kỳ sáng luôn quay cả hai bếp cả bên nọ và bên kia 18 triệu đồng vâng. Anh nhá biển Hà Nội Việt Nam 2016 đời cuối cùng 1.7 chuẩn văn chỉ nha anh em nhá màu vàng be vâng màu không phải làm là đẹp. Gì cả con này anh em chỉ có rửa thay cho em bộ dầu hộp dầu bóng lên là đi siêu siêu đẹp không cần phải làm nhìn gì nó luôn căng, nó mọng. Em các bác nhìn rất các là cái, nhiều các cái dàn ốc này sướng luôn này đúng rồi này các bác nhìn cái dàn ốc này máu mà, đúng là nói thật với bác mà sang một Jeep trước Jeep 100 ấy thì nó lại là câu chuyện khác nữa cơ nếu mà Jeep 100 mà nó đẹp mà nó còn thế này thì câu chuyện của các bác phải là 3 không em nghĩ phải đầu 4 rồi. Chạy vạn mấy mà phải đầu 4 Abrex 2011 giá bao nhiêu ok chờ em một tí để em sẽ lên nhá vâng Jeep 110 là 18 anh tay phay anh em cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá các anh em cảm biết rồi đúng mọi không? Người rất nhiều rất nhiều trước là like là 12 năm cũng có một anh khách đã đặt cọc nhưng mà do là thôi anh ấy cũng lăn tăn cái biển 21 thì anh ấy lại chọn về cái xe khác thì thôi cũng đã mất một chút cọc rồi thì em sẽ like lại hôm nay giá yêu thương tiếp cho anh em nào đang còn có nhu cầu mà bữa trước chưa 12.200.000 2016 máy zin nhá hàng là máy zin đấy đồ nhũ là được có một chút sờ ba lại cái lốc bưởng côn bên kia thôi đây đồ nhũ này các bác nhìn này một chân nan này đấy, hàng vẫn còn này. Đây cái sơn này cái tem zin này các bác thấy đấy. Cái da máy bên này là vẫn còn bên kia có một chút là nốc thôi trên chân trống thì thôi sờ ba lại cao su là vào còn lại vẫn là được rất được đấy. Với đặc biệt là cái tầm giá nhá cho một chiếc biển 21B1 năm 2001 máy zin 2016 vô vòi đúng không ạ lốp láp vẫn còn dày dặn đủ cho các bác đi thoải mái về đổ xăng lăn bánh thôi đây cả xe có cái bước côn bữa trước cũng đã lai rồi đúng không ạ thay vâng. Cái này vào sờ ba lại cái này. Rồi anh em nghe tiếng máy nhé, máy zin anh em nhé, đời 2016 máy zin. Biển 21 Yên Bái ạ, đúng không? 21B1 năm 2001 vâng. Anh em nhé. Đấy máy zin anh quay cho em cái đầu bò 4 ốc. Đầu bò 4 ốc, máy vẫn còn zin anh em nhé. Đấy con này đầu bò đẹp nhỉ. Đầu bò đẹp anh em ạ. Đấy, được cái thôi nó được cái giá. Form dáng này ừ. Là các bác đã thích rồi đúng không ạ? Nhìn thích hơn cả những cái form đầu bò hộp của 2017-18 cơ. Chạy côn. Nó êm, đấy, tiếng côn vẫn còn cộc cộc, máy thì zin, bô vòi và tay phanh dài đều được. Đặc biệt là giá hôm nay còn 12.200.000 thôi. Rất hợp lý cho một chiếc 2016 máy 100 đúng không ạ? Màu xanh ngọc. Chạy đi ăn đi làm đi dịch vụ hay đi chơi đều là rất ok đối với những chiếc quay máy 100 thì cũng đã có thương hiệu rồi đúng không ạ được các bác ủng hộ rất là nhiều và cũng săn lùng rất là nhiều giá thì với cái mức 12.200.000 em nghĩ là hoàn toàn hợp lý rồi hợp lý anh em nhé đúng rồi 12.200.000 là hợp lý với chiếc quay A 100